Thưa quý vị, sáng nay 28 tháng 4, Công an thành phố Vũng Tàu và Ủy ban nhân dân phường 5 đã mời làm việc 5 thanh niên có hành vi đi vệ sinh trên bờ kè biển thành phố Vũng Tàu. Theo tường trình của thanh niên này, ngày 26 tháng 4 năm 2024, anh ngồi trên xe ô tô do một nam tài xế ngụ tại tỉnh Tây Ninh điều khiển. Khi đang đi trên đường Trần Phú, phường 5 thành phố Vũng Tàu, thì anh muốn đi vệ sinh. Tài xế sau đó đã dừng xe ngược chiều trên đường cho anh đi vệ sinh trên bờ kè biển. Một người cùng ngồi trên xe cũng xuống cùng nhưng chỉ đứng ngắm biển. Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Vì lý do có uống bia nó bị bách quá nên bảo ông Tây chỉ dừng lại, nên em có tiểu tiền gây mất hình ảnh Vũng Tàu. Lúc hôm qua em ngủ dậy thấy ông bán đứa là em nói cho chết rồi. Cái này khu du lịch mà mình đừng đãi đi là hỏng thôi. Thì em cũng biết đúng không? Tại vì đại bày nó gây mất hình ảnh xấu. Ủy ban nhân dân phường 5 thành phố Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với anh này. Riêng tài xế xe do bận chưa lên làm việc được, Công an thành phố sẽ xử lý sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5.